Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Nói về Bạch Gia. Năm xưa, Bạch Lão Gia, Bạch Chính Trung được đồng đội cứu sống, người đó đỡ đạn thay cho ông. Trong cơn hấp hối, người đồng đội khẩn thiết nhìn Bạch Chính Trung. Tôi nhờ ông, tôi chỉ có hai người con thôi. Nếu như ông còn sống, hãy giúp tôi chăm sóc cho bọn nhỏ nha. Nhìn người đồng đội ra đi, không nhắm mắt, ở ngay trong lòng mình, Bạch Chính Trung phải cố gắng kìm nén cơn đau lòng. Ông vuốt mắt đồng đội, đặt người đó nằm sang một bên và nhanh chóng thoát khỏi trận địa bom khói ở trên đầu. Cho đến tối, khi mà khói súng tạm ngưng, Bạch Chính Trung lần nữa mò ra nơi ban sáng, đặt người bạn của mình. Ông cõng người đồng đội chí cốt lần cuối cùng đến ngọn núi gần đó, đào đất và chôn cất. Yên nghỉ nha, con của ông tôi sẽ lo đến ngày tôi nhắm mắt thì thôi. Bạch Chính Trung chỉ có thể vùi đất lại và tìm vài cục đá để đắp lên, xem như đánh dấu ở đây có mộ phần. Ông còn chôn theo một chiếc bình để đánh dấu, để nếu có quay lại đây, ông còn dễ dàng tìm xác của bạn mình. Vực dậy sau nỗi đau mất đi người bạn chí cốt, cùng năm đó, Bạch Chính Trung đã tập trung dẹp loạn chiến sự tranh chấp biên giới, lập được nhiều công lớn, trở về thì được thăng quân hàm. Ông đến nhà, nơi mà người bạn mình gửi con giúp, đón hai đứa trẻ về nhà mình, sau đó thì quay trở lại chiến trường năm xưa tìm xương cốt bạn một lần nữa, an táng bạn trong nghĩa trang liệt sĩ. Từ nay, ta sẽ thay ba hai đứa chăm sóc cho hai đứa. Muốn gì cứ nói thẳng với ta, hãy coi ta như là ba của tụi con nha. Bạch Chính Trung khẽ xoa đầu nói với Nhất Quân và Y Khê. Khi đó, hai người, một anh một em vẫn còn rất nhỏ, mẹ thì mất sớm, để lại ba cha con nương tựa vào nhau. Bạch Chính Trung vốn đã coi hai người đó như con ruột. Lúc này ông đã có con rồi, chính là Bạch Thiếu Sinh và Bạch Lam Tước. Thiếu Sinh Lam Tước khi đó không hề bài xích. Khi mà ba mình dẫn về thêm một người anh và một người em gái, ngược lại còn thật sự coi Nhất Quân và Y Khê là anh em ruột trong Bạch gia. Cho đến một ngày bình thường tan học, Nhất Quân và Y Khê kéo tay nhau vào thư phòng của Bạch Chính Trung khóc lóc, khiến trông phải đau đầu trăn trở rất lâu. Ba, bọn họ đều bắt nạt chúng con. Bọn họ nói chúng con đều là con hoang, không cha không mẹ. Nếu không tại sao ba mang họ Bạch mà chúng con thì họ Vũ. Y Khê vừa nói vừa khóc ỉ ôi. Nhật Quân ở bên cạnh mặt mũi bầm dập cúi đầu. Thế cho nên mới có chuyện đánh nhau sao? Rõ là chúng con có ba mà, con chỉ thấy tức cho nên động tay động chân một chút. Nhật Quân lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, nói quản gia bôi thuốc cho con đi, việc này ta sẽ xử lý. Ba, tụi con chỉ có một thỉnh cầu thôi ạ. Im lặng một lúc, hai người cùng nhau lên tiếng. Là chuyện gì? Tụi con muốn đổi sang họ của ba. Tại sao? Bạch Chính Trung vốn không muốn làm điều này, bởi vì hai đứa là cốt nhục còn sót lại của người anh em. Nếu đổi sang họ của ông, trên mặt giấy tờ giống như muốn cắt đứt hoàn toàn mọi thứ với người ba quá cố kia. Ông vẫn sẽ cho hai đứa thừa kế tài sản, cho dù có mang họ gì đi chăng nữa cơ mà. Nhật Quân cúi gầm mặt mà nói. Xử lý bây giờ chỉ là cái trước mắt, sau này lỡ chúng con lớn lên vẫn bị coi thường thì làm sao? Bà vẫn xử lý tiếp chứ ạ? Nhìn hai đứa trẻ đáng thương, ông lại nhớ đến người bạn chí cốt của mình. Vẫn là thỏa mãn điều kiện của hai đứa, nhưng mà người đã sống trong quân đội lâu năm làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hai đứa trẻ này. Ba chúng nó có những tính cách tốt đẹp bao nhiêu, chúng nó đều không được thừa hưởng. Hư vinh, tàn ác, tham lam có đủ.
Bạch Chính Trung có cứng rắn dạy dỗ kiểu nào thì vẫn không thể nào thay đổi được tính cách này. Đánh nhau hay là bị coi thường chỉ là những chuyện bịa đặt thôi. Những lời đã hứa chăm sóc con với người bạn kia ông sẽ làm. Đổi họ rồi nuôi nấng ăn học ông đều lo hết. Muốn làm một công ty ông đều có thể sắp xếp. Xe sang nhà rộng đều không thiếu. Nhưng hình như ông đã thỏa mãn lòng hư vinh của chúng quá rồi. Tất cả những đáp ứng đó, những cố gắng thay đổi con người của hai đứa trẻ đều là vô ích. Những gì ông nhận lại là sự lừa lọc và dối trá, còn lại phải trả giá bằng tính mạng của những người ông yêu thương. Đứng trước mộ phần của người bạn năm xưa, Bạch Chính Trung tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh bạn à, tôi đến đây để thăm ông đấy. Bạch Chính Trung đứng im lặng thật lâu sau mới nói thêm. Còn ông, tôi lo xong rồi. Mạng thì tôi cũng đã phải trả giá bằng hai đứa con của mình. Nhưng mà con ông lại muốn hại cả cháu tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không thể nào nhắm mắt cho qua. Mong ông tha lỗi cho tôi. Sau này gặp lại, tôi sẽ bồi ông sau. Tạm biệt ông. Lúc này đây, bên phía của Bạch Lâm Phong, Cẩm Ngọc lo lắng, thấm mồ hôi cho anh. Gương mặt anh vẫn không khởi sắc là bao nhiêu, lúc tỉnh lúc mê. Anh ấy cứ sốt như vậy đã mấy ngày rồi, bác sĩ Tô. Cậu ấy bây giờ phải tự dựa vào chính bản thân mình, không có thuốc giảm đau hay là hạ sốt nào dùng được cho cậu ấy. Tô Nguyên ngồi phía bên kia giường cũng đang vô cùng đau đầu. Anh nói như vậy là có ý gì? Tại sao anh ấy lại không được dùng thuốc giảm đau? Không lẽ anh ấy đã từng đi cai nghiện sao? Không phải, là bởi vì... Tô Nguyên ậm ừ. Thật ra vài ngày trước đó, Bạch Lâm Phong đã tỉnh dậy sớm hơn cả Cẩm Ngọc. Biết về thể trạng bây giờ của mình, anh đã dặn Tô Nguyên không được nói cho Cẩm Ngọc biết. Nếu biết mọi thứ nghiêm trọng như vậy, cô sẽ đau lòng và tự trách bản thân. Các người định giấu tôi đến bao giờ? Có phải là con dao kia có vấn đề không? Quả nhiên là vợ của Lâm Phong, thật sự rất thông minh. Nghĩ không giấu được thì thôi, đành nói ra đi. Đúng vậy, con dao đó có độc, còn là loại kịch độc nữa. Ánh mắt của cô trở nên bất lực, cô lặng lẽ chạm vào tay của Bạch Lâm Phong. Cả Tô Nguyên cũng cảm nhận được là Cẩm Ngọc đang rất đau lòng. Qua một lúc cô mới lên tiếng hỏi. Nghiêm trọng đến mức thế nào? Là một loại kịch độc tên là X13, gần đây được quân đội nghiên cứu và điều chế. Khi mà dính phải nó, khiến vết thương hoại tử rất nhanh. Trên người có bao nhiêu lỗ, máu đều chảy ra ở bấy nhiêu lỗ. Độc sẽ khiến cơ thể không có phản ứng với các loại thuốc như là gây mê, gây tê, cả thuốc giảm đau nữa. Đôi mắt xinh đẹp của cô rơm rớm những giọt lệ. Vậy lúc phẫu thuật không có thuốc mê thì phải làm sao chứ? Là phẫu thuật sống. Cô ấy hoàn toàn cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ ghim vào trong cơ thể. Từng câu từng chữ như muốn cứa vào tim gan cô. Làm sao mà anh có thể hy sinh cho cô nhiều như vậy? Cẩm Ngọc cảm thấy mình không thể nào thở được, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi rồi. Tô Nguyên thấy vậy thì tránh mặt đi cho cô thoải mái hơn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy sẽ ổn thôi. Ra bên ngoài lại gặp Phong Lam đang ngồi trên ghế ngủ gục. Tô Nguyên đi đến vỗ vai của Phong Lam. Đi theo tôi. Đi đâu cơ? Phong Lam lờ mờ, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Đi ngủ chứ còn đi đâu? Tôi không ngủ với anh đâu. Hiểu nhầm ý tốt, Phong Lam giật mình tỉnh táo hoàn toàn. Đến văn phòng mà ngủ đi. Còn nữa, cậu nghĩ ông đây thèm cậu lắm chắc? Tô Nguyên cười gian xảo, gương mặt bác sĩ điển trai bình thường bây giờ có chút biến thái, giống như tìm được một thứ gì đó thú vị. Không cần, tôi đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Phong Lam dùng tay che đi cơ thể mình theo phản ứng ánh mắt của Tô Nguyên. Đến văn phòng đi, kiểm tra vết thương cũ. Còn nữa, tôi chưa ăn cậu. Cậu làm như cậu đang không mảnh vải che thân trước mặt tôi vậy. Ánh mắt của anh không phải đang như vậy sao? Biến thái hết nói nổi. Thằng nhóc này. Thôi, đi theo tôi. Nếu không thì cái sẹo trước ngực cậu sẽ giống như một cục thịt lồi. Được rồi, tôi đi theo là được chứ gì? Không cần dọa tôi. Phòng làm sợ xấu, cuối cùng thì vẫn đành lủi thủi đi theo Tô Nguyên. Tô Nguyên vừa rời đi, Cẩm Ngọc liền úp mặt vào tay của Bạch Lâm Phong, đau lòng khóc thút thít, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy.
Từ sau khi mà cô tỉnh dậy cũng không lo cho bản thân mình là bao nhiêu. Bạch Lâm Phong lúc tỉnh lúc mê, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn càng khiến cho cô buốt lòng. Bình thường anh sẽ luôn pha trò, trêu chọc cô, chăm sóc cô, nhưng bây giờ đến cả cười cũng thấy anh cố gắng gượng cho cô an lòng hơn. Khoảnh khắc anh nằm trong lòng cô, cả người đầy màu đỏ, cô đã xác định đời này cô đã bị anh thu phục rồi. Vì mệt mỏi về cả tinh thần và sức khỏe, cô khóc cho đến thiếp đi trên bàn tay to lớn ấm áp. Tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay quen thuộc, còn có hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng cùng cơ thể ấm áp của anh. Cô tỉnh táo, muốn ngồi dậy, sợ đụng đến vết thương trên người anh. Cẩn thận vết thương của anh đấy, Lâm Phong. Ngoan nào, em nằm im chút đi, để anh ôm em nha. Anh vốn ngủ không sâu, khi mà cô cựa người mở mắt, anh đã tỉnh. Người anh không ổn, nhưng mà cảm nhận cô vẫn còn trong vòng tay mình, làm dịu cơn đau được nhiều phần. Bàn tay lơ lửng của Cẩm Ngọc nhẹ nhàng đặt xuống, vòng qua ôm lấy anh. Cô úp mặt vào lồng ngực anh, tìm nơi trốn quen thuộc. Hai người chen chúc nhau trên giường bệnh chật hẹp, nhưng lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Bà xã của anh, đây chính là đang làm nũng, có đúng không? Vì cứ sốt, ngủ liên tục, cho nên giọng nói của Bạch Lâm Phong trở nên trầm hơn, khàn hơn bao giờ hết. Giờ đây chất giọng đó như muốn thôi miên và quyến rũ cô. Là thói quen thôi. Thói quen cơ đấy. Bình thường có đánh chết, cô sẽ không bao giờ chịu chủ động làm như vậy đâu. Chỉ toàn anh nhấn đầu cô vào lồng ngực của mình thôi. Anh biết rồi đấy, con người chỉ mất khoảng 7 ngày để hình thành một thói quen. Anh đếm xem chúng ta đã ngủ với nhau bao nhiêu đêm rồi. Bà xã, anh đang là bệnh nhân. Em nói như vậy là muốn bắt nạt anh, có đúng không? Anh xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, hận không thể nào chế trụ cô, rồi hung hăng ăn sạch cô. Anh có đau lắm không? Qua một lúc mới nghe được giọng mũi của cô, nghe vô cùng nghẹn ngào. Anh không chút do dự mà đáp. Không, anh không đau một chút nào. Thật không? Đủ dối trá. Rõ ràng đau muốn chết mà cứ nói là không đau để khiến cho cô yên tâm đây. Bà xã, em đừng khóc như vậy nữa. Em sắp thành cô bé mít ướt rồi đấy. Người đàn ông vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, lưu lại nụ hôn trên trán cô. Cô nhịn không được mà nấc lên bù loa. Cô là đang đau lòng cho anh đó. Nếu đau thì anh phải nói với em chứ. Tại sao lần nào anh cũng không muốn cho em biết? Được rồi, là anh sai. Anh thật sự chỉ đau một chút thôi. Nhưng mà nếu người bị thương là em, anh sẽ đau vô cùng. Cho nên em đừng khóc nữa có được không? Anh đau lòng đến chết mất. Vụt đi vài sợi tóc ở trên mặt, anh lại hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô, giống như thay cho một lời an ủi. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, môi chạm môi, không muốn tách biệt ra. Em trốn không thoát đâu, Quách Cẩm Ngọc. Bạch Minh Tử cứ lảng vảng trước cửa phòng khám của Tô Nguyên. Tô Nguyên nhịn không được, bèn đi ra ngoài, ngoắc tay Minh Tử vào trong. Tô Nguyên cũng biết Minh Tử, anh ta cũng không khách sáo với người em họ này của Bạch Lâm Phong. Làm cái gì mà thập thò ở trước cửa thế? Có chuyện gì thì nói luôn đi. Anh Nguyên này, em muốn hỏi Tô Nhi bây giờ đang ở đâu? Lần trước ở cửa phòng phẫu thuật, em nghe cô ấy gọi anh là anh hai, có đúng không? Minh Tử không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề trực tiếp. Cậu tìm nó để làm gì? Em có chuyện muốn nói với cô ấy. Nó xong việc đã chạy đi mất rồi. Có đánh chết cũng không ở lại ăn cùng tôi bữa cơm. Cậu không liên lạc được với nó, không lẽ cậu bắt nạt gì nó, làm cho nó buồn rồi bỏ trốn hay sao chứ? Không không, không có đâu. Em chỉ muốn tìm Tô Nhi để nói chuyện, nhưng mà cô ấy lại mất tăm mất tích. Minh Tử có chút chột dạ, giống như bị phụ huynh bắt bài. Mà người anh trai này thì chính là cuồng em gái, thôi có sói đói, anh phải đánh phủ đầu trước. Cậu cứ mở miệng ra là Tô là Nhi, có vẻ hai đứa thân thiết quá nhỉ. Nhanh khai mau ra, đã xảy ra chuyện gì rồi? Dạ chuyện này. Sao mà ấp úng thế, còn không mau nói đi. Lão tử tìm được nó sẽ đem nó giấu đi luôn đấy. Bạch Minh Tử nhìn dáng vẻ dọa người của phụ huynh nhà gái, anh ta liền thành thật khai báo tất cả chuyện mình say rồi ép buộc con gái người ta lăn giường.
nói ra vừa xấu hổ, vừa chột dạ, vừa hối hận vì bản thân đã hành động lỗ mãng. Không biết thì thôi, biết rồi Tô Nguyên chỉ có thể nổi điên. Cậu... Còn mẹ nó chứ, cậu đúng là cầm thú mà. Tô Nguyên nắm cổ áo của Minh Tử, định cho anh ta vài nắm đấm. Nhưng đúng lúc này thì Phong Lam ở đằng sau vách ngăn phòng khám đã chạy ra ngăn cản. Đừng manh động, cứ nghe cậu ấy nói hết đi đã. Phong Lam nắm lấy tay của Tô Nguyên, rời khỏi áo Minh Tử, buộc anh ta ngồi xuống ghế. Minh Tử cúi đầu thành khẩn lên tiếng. Em chỉ muốn chuộc lỗi thôi, em sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy. Mong anh hãy nói lại với cô ấy giúp em nha. Tô Nguyên, anh cũng đừng nóng giận nữa. Cậu ấy cũng nói là cô ấy muốn chuộc lỗi còn gì nữa. Phòng làm ngăn cản Tô Nguyên, cho nên anh ta cũng hạ hỏa xuống một chút. Suy cho cùng thì gia đình của thằng nhóc này cũng không phải là xấu. Anh ta từ nhỏ đã gặp gỡ nhiều lần, nhưng mà nghĩ tới cảnh em gái mình bị thằng nhóc này cưỡng gian thì anh ta vẫn rất bực bội. Anh Nguyên, mong anh giúp em. Em thật sự đã cố gắng tìm kiếm rồi mà không có cách nào. Thôi được rồi, về đi. Tôi sẽ nói chuyện với em gái tôi. Vậy trông cậy vào anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tô Nguyên còn tự cảm thấy mình trẻ con. Tôi nói là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, chứ có nói là giúp cậu đâu. Mà cảm ơn mới chẳng cảm ơn. Anh Nguyên, em thật sự là muốn giải quyết hiểu lầm. Em xin cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Để tôi biết được cậu quất ngựa truy phong thì tôi sẽ tìm cách lấy mạng của cậu. Mà thôi, cậu không cần phải lấy mạng gì đâu. Tôi chỉ cần một mũi tiêm thì cậu bé của cậu sẽ trở thành trái ớt héo. Tô Nguyên lúc này gương mặt cực kỳ dọa người. Phong Lam và Minh Tử đứng đó nuốt nước miếng. Đúng là không thể nào đùa với bác sĩ. Cảm ơn rối rít xong thì rồi đi. Tô Nguyên thấy Phong Lam nhìn chằm chằm Minh Tử thì anh ta có chút không vui, nhịn không được vỗ vào Phong Lam một cái rõ to. Nhìn cái gì, muốn đi theo người ta à? Bị quấy rối, Phong Lam liền giật mình, nhưng mà nghĩ lại ban nãy Tô Nguyên nói tiêm một mũi gì đó thôi sẽ khiến cho cái kia không hoạt động được nữa, cho nên anh không dám cãi tiếp, đành ngậm ngùi. Sợ rồi à? Yên tâm, tôi sẽ không tiêm cậu đâu. Tự dưng bị ép lên tường, Phòng làm bối rối lắp bắp. Tại sao chứ? Thì tiêm rồi còn gì là vui nữa, có đúng không? Ánh mắt Tô Nguyên không xấu hổ mà rời xuống cái quần Phòng làm đang mặc, ánh mắt đầy thèm thuồng. Bạch Lâm Phong cùng với Cẩm Ngọc đón Tết Nguyên Đán ở trong bệnh viện. Vì vết thương của anh vẫn còn chưa khá lên, hai người cùng nằm trên chiếc giường bệnh đón xem chương trình giao thừa, tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa vào nhau. Anh xoa xoa ngón áp út nơi chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay của Cẩm Ngọc, mà trong lòng đang âm thầm tính toán gì đó. Cô lấy ra chai nho đút cho anh ăn, ăn rồi còn không quên chọc người ta. Anh ngậm lấy ngón tay của cô không buông. Mặt cô lập tức phiếm hồng. Anh đừng đùa nữa. Gì vậy chứ? Cái cần làm cũng làm rồi, cái cần thấy cũng thấy hết cả rồi mà em còn xấu hổ sao? Bạch Lâm Phong thích nhất là bộ dáng này của cô, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng ở đây là bệnh viện đấy. Bệnh viện thì sao nào? Hay là em muốn... Anh có thể nghĩ cái khác được không? Ở bệnh viện chính là cần phải nghiêm túc mà. Em đen tối quá rồi đấy. Anh đây chỉ muốn hôn em một cái thôi. Em nghĩ gì mà xa thế? À, không có đâu. Em làm gì... Nói xong thì môi cô đã bị anh công chiếm rồi. Hai người dây dưa triền miên, cuốn quýt không rồi. Lúc này bên ngoài bệnh viện tự dưng lại có tiếng bắn pháo hoa. Tiếng nổ nghe đùng đùng rất lớn, giống như rất gần đây. Bà xã, chúc mừng năm mới. Khi mà hai người vừa rời môi nhau, anh đã nói: chúc mừng năm mới, ông xã. Anh đưa cô đến cửa sổ, không ngờ pháo bông là bắn ngay dưới sân của bệnh viện. Đã có vài bệnh nhân cùng y tá chạy ra xem, cực kỳ phấn khởi, hò hét, ca ngợi. Có đẹp không? Anh ôm cô từ đằng sau, cầm thoải mái gác lên đầu cô. Mặt cô long lanh giống như chứa ngàn vì sao trong đó. Đẹp lắm, rực rỡ lắm. Trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều máy bay điều khiển từ xa. Những chiếc máy bay này bay theo thứ tự, khi mà đèn gắn trên nó sáng có thể chạy ra một dòng chữ: chúc mừng năm mới bà xã.
rồi nó tiếp tục di chuyển tạo ra dòng chữ mới. Anh yêu em. Cả bầu trời đêm giống như được đốt sáng, cháy rực tình cảm của hai người. Những người chứng kiến đều hò hét hết cỡ, lãng mạn vô cùng. Hơi thở của người đàn ông phả vào gáy cô cực kỳ nóng bỏng. Em có thích không, bà xã? Cẩm Ngọc quay đầu nhẹ nhàng ôm eo anh, vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn. Em có, em thích lắm. Mà thích nhất chính là anh. Bạch Minh Tử bay đến phía tây, sau đó thuê xe lái đến vùng đồi núi hoang vắng, lái xe mất nửa ngày trời. Đường đến đây còn thường xuyên mất sóng nữa. Nơi đây ít người biết đến, nhưng mà vẫn có người sinh sống và lớn lên ở đây. Chất lượng đời sống nghe nghèo nàn, y tế giáo dục đều rất thấp. Nhưng mà anh nghe ngóng được dạo gần đây xuất hiện có cô bác sĩ tình nguyện đến đây phụ giúp để xóa nạn mù chữ. Anh đến được nơi đây cũng thấy khá đông đúc, ở làng bắt đầu hỏi thăm người dân. Tướng người cao giáo lại còn điển trai đi chiếc xe Việt dã tới đã thu hút nhiều ánh mắt. Chào mọi người. Xin phép hỏi mọi người một chút, dạo gần đây có một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, vừa đến đây không? Anh nói rất lễ phép, lần đầu tiên gặp đã gây ấn tượng tốt cho mọi người, không quá khó để mà tiếp cận người dân nơi đây. Những đứa trẻ xung quanh nhanh nhẹn hơn đã dành trả lời. Chính là cô Tô Nhi đó. À, tôi nhớ ra rồi, cô gái xinh đẹp, vừa là bác sĩ, vừa dạy học ở đây. Mấy người lớn bắt đầu nhắc tới. Đúng vậy, cô ấy tên là Tô Nhi, có thể cho cháu thêm thông tin có được không? Mà cậu tìm cô ấy để làm gì? Dạ, không giấu gì, là tụi cháu cãi nhau, cô ấy không nói gì liền bỏ đi, cháu chỉ muốn đến tìm cô ấy để xin lỗi thôi. Bạch Minh Tử nhìn tri thức lại đẹp trai, đến cả nói dối cũng không chớp mắt, mọi người tin sái cả cổ. Cô ấy không sống ở đây đâu. Vậy cô ấy sống ở đâu ạ? À? Nếu muốn tìm phải đi theo hướng kia, ở gần con suối, cậu đi bộ mới đến được nó. Xe vào đó thì không đi được. Hình như là cô ấy vừa trở về không lâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nói xong thì anh đi đến mở cúp xe. Trên xe có nhiều gạo, sữa, các loại thức ăn và cả đồ chơi. Vốn dĩ đến đây để tìm người, nếu tìm thấy hay là không tìm thấy, anh đều sẽ làm từ thiện. Những đứa trẻ chạy theo anh, nhìn thấy đồ chơi thì vô cùng háo hức, mong ngóng, mắt sáng lên như những viên pha lê. Để cảm ơn mọi người, cháu xin gửi chút quà, mong mọi người ra nhận ạ. Người lớn bắt đầu cảm thán, họ vui vẻ kêu những nhà khác ra để mà chia sẻ, ríu rít cảm ơn Minh Tử. Ở đây thật sự khó khăn, những đứa trẻ vui vẻ coi đồ chơi, chúng chia nhau không ai giành ai, xem ra được dạy dỗ rất cẩn thận. Đúng là bạn trai của cô Tô, hồi cô ấy đến cũng đem theo một xe như vậy đấy. Cậu trai, cảm ơn cậu nhiều nhé. Một trong số những người già nhất lên tiếng cảm ơn. Dạ, không có gì đâu bà. Bà có thể cho cháu biết cô ấy khi nào đến đây không ạ? Khoảng 2 tháng hơn gì đó, khi đến còn khám chữa bệnh cho rất nhiều người. Cậu trai, cô Tô chính là cực phẩm, cậu phải giữ gìn cho thật tốt. Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà. Để xe lại nhờ mọi người trông, sau đó anh tự mình đi theo hướng mọi người chỉ. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, bóng Tô Nhi kéo dài trên đường về nơi ở của mình, còn không quên ngân nga vài khúc hát. Đã 1 tháng 25 ngày cô đến đây, thật là vô cùng bình yên. Nếu hỏi cô có nhớ mọi người không thì có chứ, đặc biệt nhớ Minh Tử. Khúc hát của ngân nga không được bao lâu thì phải dừng lại, bởi vì cô đụng phải một đám lâm tặc. Ba người đàn ông bằng ánh mắt hổ đói lăm le nhìn cô. Cô em, chờ cô em đã lâu rồi, sao hôm nay về muộn thế? Hôm nay về muộn sao? Xem ra bọn chúng đã theo dõi Tô Nhi từ lâu rồi. Đặt nhẹ tay lên quần thì phát hiện ra mình đã quên đem theo chai xịt hơi cay. Tô Nhi rất ý thức ở đây hoang vắng, tránh trường hợp bị tấn công. Khi ở đây, cô đã chuẩn bị không ít đồ cần thiết. Vậy mà lâm vào tình thế nguy hiểm, cô lại quên hết mọi thứ ở nhà rồi. Tô Nhi trấn an bình tĩnh, chuẩn bị chạy đi. Nhà cô còn rất xa, xung quanh thì không có ai. Tính toán nếu chạy nhanh, sẽ lại được làng chính, nơi mọi người đông đúc. Tô Nhi giả vờ ngồi thụp xuống rồi kêu lên. Đau, đau chân quá. Thành công dụ dỗ ba người kia nhìn xuống, cô bịt mắt,
hốt nhanh một nắm cát rồi ném vào mặt ba người kia. Trong lúc bọn họ dụi cát ra khỏi mắt, cô quay lưng mà bỏ chạy. Mẹ nó chứ, bị chơi khăm rồi. Anh em, mau đuổi theo nó đi. Con kia, đứng lại. Tô Nhi vừa chạy, lâu lâu còn quay đầu nhìn đằng sau. Dáng người cô nhỏ bé nhưng mà rất nhanh nhẹn, đám người đàn ông đằng sau đuổi tới cũng rất nhanh. Đang chạy mà lại lao sầm vào lồng ngực của một người nào đó, là người mà cô vừa nhớ tới, Minh Tử. Minh Tử đỡ lấy tay cô, giữ sau lưng không buông, cứ khư khư ôm lấy cô như vậy. Tô Nhi, em chạy đi đâu thế? Chưa đợi cô trả lời, ba người kia đã đuổi kịp đến nơi. Ở đây không có chỗ trốn, hai bên là vách vượt đá dốc, lúc này chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Nhìn bộ dáng hoảng hốt của cô và ba người đàn ông trước mặt, anh đã hiểu ra vấn đề. Anh để Tô Nhi ra sau lưng che chắn. Chúng mày muốn gì đây? Muốn gì à? Mày mù rồi sao? Con nhỏ đằng sau mày đó, giao ra đây. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Tô Nhi đứng đằng sau nắm góc áo của anh, cô linh cảm có chuyện gì không hay rồi. Anh vỗ nhẹ tay lên bàn tay của cô, biểu thị sự an tâm. Bọn chúng rất nhanh đã cùng nhau xông vào để mà tấn công Minh Tử. Mẹ nó chứ, dám hù dọa cô ấy sao? Tao sẽ cho chúng mày như đòn. Ông nội là quân nhân, cho nên từ nhỏ Minh Tử cũng được huấn luyện không ít. Ba người kia đều có vũ khí, Minh Tử chỉ có thể né tránh. Nhưng anh biết một vài chỗ hiểm. Búa vừa vung qua đầu anh bật người đánh vào yết hầu của người kia. Hắn ta liền ngã xuống. Thấy người bạn của mình ngã xuống, hai tên còn lại trở nên hung hăng hơn. Búa đòn liên tục vung ra. Anh nhanh nhẹn né tránh được, rồi nhặt cục đá dưới đất nện lên đầu một trong hai tên đó. Tên còn lại cũng bắt đầu hoảng sợ. Nhân lúc hắn ta mất chú ý, Minh Tử lần nữa tấn công vào mắt và yết hầu, cuối cùng cũng xử lý xong xuôi. Nhưng Minh Tử bất cẩn, vừa xoay người thì đã bị một con dao của người bị hạ gục đầu tiên lao tới. Con dao phi lê rất dài xuyên qua người anh, còn có thể nhìn thấy mũi dao đang rỉ máu ở đằng sau lưng. Tên đó muốn rút dao ra nhưng đã bị bàn tay của anh nắm lại ngăn cản. Nếu rút ra, máu chảy ồ ạt, không cấp cứu kịp sẽ mất mạng nhanh hơn. Cục đá trên tay lại nện xuống đầu tên kia. Do ở quá gần vách núi đá, hai người té nhào xuống. Tên kia lăn một vòng rất xa, gần như là rơi xuống dưới chân vách. Còn riêng Minh Tử thì chỉ lăn trật ra đường một chút thôi. Có điều lần té ngã này khiến cho vết thương nghiêm trọng hơn. Anh mồ hôi đầm đìa nằm trên vách đá vì đau đớn mà co quắp. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đá. Tầm mắt mờ đi nhanh chóng, anh cảm thấy trời đất quay cuồng. Thấy cô gái trong đầu chạy tới với gương mặt hốt hoảng. Đúng vậy, cô gái trong đầu anh bây giờ đang nghĩ đến chính là Tô Nhi. Tô Nhi đã gọi dân làng đến đây mà không nhìn thấy anh đâu. Cô lần tìm theo vết máu thì thấy anh đang co rút. Lúc này bên phía của Bạch Lâm Phong, Cẩm Ngọc đang cẩn thận lau ngừa cho anh. Vết thương của người đàn ông đặc biệt phải kiêng đụng nước, nếu không thì sẽ kéo dài sự hồi phục. Cô chăm chút nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bên trong, đây có lẽ là khoảng thời gian mà anh thích nhất. Gương mặt cô ửng hồng, động tác cũng dừng lại một chút, vì cơ thể anh dường như là đang có phản ứng rồi. Bà xã, anh nhịn không được khi mà cô chăm chút cơ thể mình thế này, bàn tay mảnh khảnh chạm vào cơ thể anh, muốn mạng nhỏ của anh có phải không? Không được đâu. Cô từ chối lời mời gọi, có dùng mỹ nam kế cũng vô dụng thôi. Cô đỏ mặt mang thau nước vào trong phòng vệ sinh, rồi quay trở lại vén chăn nằm bên cạnh Bạch Lâm Phong. Đợi khi nào anh khỏe lại, muốn gì em cũng chiều có được không? Em nói rồi đấy nhá, đừng có đến lúc đó khóc lóc, rơi nước mắt rồi xin anh. Anh chạm tay vào áo cô, khẽ vén cái áo lên mà chiếm lấy cơ thể cô. Anh cầm thú. Đúng vậy, lánh cầm thú, cho nên em đến đây chà đạp anh đi. Còn người này làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Anh đã hy sinh cho em quá nhiều, làm sao em dám chà đạp anh đây, Lâm Phong? Cô nép vào lồng ngực của anh, lý nhí nói. Ngốc thật, chỉ cần em yêu anh, anh không cần em phải đền đáp gì hết. Cho dù em có bệnh nan y hay là có mệnh hệ gì, tán gia bại sản, anh cũng sẽ cứu em. Mà nếu không cứu được nữa thì anh sẽ bồi em xuống hoàng tuyền luôn.
Anh đặt nụ hôn lên trán cô. Ở đây không còn người yêu thương anh có ở lại cũng chỉ đau khổ. Chi bằng bồi cô thì hai người sẽ vui vẻ cùng nhau uống canh mạnh bà. Nhưng anh quên mất vẫn còn ông nội yêu thương anh, chỉ là ông có chuyện khó nói. Nếu đổi lại là anh, em cũng sẽ chạy chữa đến khi nào anh hết bệnh. Không được đâu. Tại sao? Còn lại một mình em, kiếm tiền không dễ dàng. Cô gái nhỏ của anh xinh đẹp giỏi giang. Nếu anh mất đi rồi, em hãy tìm một người yêu thương em nhiều hơn anh nhé. Trong mũi cô có chút xót. Công tử này trên báo nói xấu anh cái gì chứ? Đây rõ ràng là người đàn ông si tình. Có phải kiếp trước anh nợ gì em không? Tại sao có thể si mê như vậy? Bà xã, để anh kể cho em một câu chuyện nha. Tối đó cô chôn vùi trong chăn để nghe anh kể một câu chuyện mà không biết chính mình là nhân vật chính. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Cô bé đó đã dõng dạc đứng lên nói rất to. Lớn lên em sẽ gả cho anh, không quên kèm theo nụ hôn lên trán cậu bé. Đúng là trẻ con, thật là ngây thơ, hết biết. Cô vui vẻ lắng nghe, anh hôn lên tóc cô. Em có muốn biết kết cục tiếp theo như thế nào không? Có chứ, em muốn biết. Sau này cậu bé tìm được người nhà, lại mất liên lạc với gia đình bé gái. Nhưng mà sao? Khi lớn lên, cậu bé trở thành một người đàn ông và đặc biệt đã tìm lại được cô bé năm xưa. Cuối cùng bé gái vẫn được gả cho cậu bé năm đó, người mà cô thề thốt nói muốn gả đi. Đúng là câu chuyện dễ thương, có phần lãng mạn và cái kết có hậu anh nhỉ? Đó không phải là câu chuyện đâu. Chẳng lẽ nó có thật à? Cẩm Ngọc tròn xoe mắt nhìn anh. Ánh nhìn cả hai va vào nhau giống như tạo ra tia lửa. Họ trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, muốn thiêu rụi cả phòng bệnh. Đúng vậy, đây là chuyện thật. Cô bé đó bây giờ đang nằm trong lòng anh, còn nghe anh kể chuyện quá khứ nữa. Quách Cẩm Ngọc sững sờ bất động. Thời gian cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi và được nhận nuôi, nhưng mà chịu sự đối xử bất công đã khiến cho cô quên đi những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc đó. Bạch Lâm Phong không những xuất hiện một lần nữa tô vẽ màu sắc cho cuộc sống của cô, mà anh còn là một phần tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc đó. Ánh mắt cô rưng rưng, dụi đầu vào lồng ngực của anh. Bà xã, nhìn anh nào, không phải là anh đã tìm được em rồi sao? Anh là tên lừa đảo. Anh không cố tình giấu em đâu. Anh không nói với em trước khi hết 6 tháng là bởi vì em toàn tâm toàn ý đồng ý làm vợ anh. Còn là bởi vì anh hy vọng em chấp nhận anh là Bạch Lâm Phong, chứ không phải là vì anh là cậu bé năm xưa. Thấy cô vẫn thút thít trong lồng ngực của mình, anh không khỏi đau lòng. Nâng mặt cô lên, anh dụi đi hết những giọt nước mắt lấp lánh đọng lại trên mắt cô. Em đừng khóc nữa. Không phải là chúng ta đã ở bên cạnh nhau rồi sao? Năm đó em dõng dạc tuyên bố như vậy, không lẽ là giả à? Chồng cô khóc vừa buồn cười vừa đáng thương. Đồ lừa gạt. Năm đó anh bỏ đi không nói câu nào, hại người ta tìm anh cả ngày trời, rồi còn mất ăn mất ngủ. Trái tim Bạch Lâm Phong giống như có gì đó chảy qua, là một tư vị ấm áp. Anh ôm cô vào trong lòng, không ngừng vuốt vuốt an ủi. Anh thực sự xin lỗi. Thật ra năm đó anh phát hiện ra bọn bắt cóc đã tìm đến đó. Vì không muốn liên lụy đến gia đình em, anh chỉ có thể âm thầm rời đi. Nửa đường thì lại bị phát hiện. Sau đó anh chạy trốn, té ngã trong rừng. May mắn được gia đình tìm thấy, nhưng mà anh hôn mê tận 2 năm. Khi tỉnh dậy, anh đã xin ba mẹ đi tìm em, mà gia đình em lại biến mất. Anh xin lỗi, lâu như vậy mới tìm ra em. Đúng là anh có lỗi với em và cả ba mẹ nữa. Nghe anh tường trình, cô hiểu ra vấn đề, lắc đầu không oán trách. Không ngờ duyên phận một lần nữa đưa họ đến với nhau. Vậy thì nên đi cùng nhau, nắm tay nhau chắc chắn một chút. Hai người đan tay nhau nằm trên giường bệnh, kể lại cho nhau nghe hành trình đã trải qua khi mà không có nhau. Cầm Ngọc mệt cho nên ngủ sớm trong vòng tay của anh. Anh lấy điện thoại của mình ra, cẩn thận chụp tấm ảnh rồi đăng nó lên mạng xã hội. Trong bức hình là hai con người tay đan tay hạnh phúc. Cầm Ngọc ngủ gật trên đầu anh, mái tóc phủ xuống che đi gương mặt tinh xảo, cùng với dòng trạng thái: bà xã chăm sóc cho tôi mệt quá, đến ngủ thiếp đi. Tôi thật là hạnh phúc.
Do anh là nhân vật trẻ, có tiếng tăm, cho nên bài viết nhanh chóng lên xu hướng và nhận được nhiều tương tác. Trời đất ơi, thiếu gia họ Bạch quay đầu rồi cuộc chơi rồi à? Bạch thiếu gia đẹp trai thật đấy, nhưng mà đáng tiếc anh lại không có được em. Bạch thiếu gia quay đầu như vậy có phải là ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây không nhỉ? Chẳng lẽ ai lấy vợ vào cũng trở nên lãng mạn như vậy sao? Thật là muốn biết mặt cô dâu thế nào. Nhìn tóc che mắt nhưng mà cảm thấy vẫn rất xinh đẹp. Chắc là cô dâu này kiếp trước giải cứu thế giới rồi. Có rất nhiều bình luận. Người đàn ông vui vẻ đọc tất cả và trả lời một câu làm cho ai cũng thích thú. Cô dâu rất xinh đẹp, nhưng mà tôi chỉ có thể để cô ấy cho một mình tôi ngắm. Kiếp trước chắc chắn tôi là con nợ của cô ấy, kiếp này đến để bà bù đắp cho cô ấy. Một lần nữa anh lại khuấy đảo mạng xã hội. Cô dâu chắc chắn phải có bản lĩnh lắm mới có thể thu phục được lãng tử đào hoa. Tôi thực sự cũng muốn tìm con nợ kiếp trước của mình quá đi. Vui vẻ đọc bình luận xong, anh tắt máy, chui vào chăn, ôm chặt cứng lấy cô gái trong lòng. Minh Tử được đưa về trung tâm của ngôi làng. Trạm xá cũng chỉ là 4 bức vách đơn giản được dựng lên và đặt vài thứ được gọi là đồ dùng y tế, trông vô cùng nghèo nàn. Bây giờ mà đi xe trở về thành phố, e rằng anh sẽ bỏ mạng trên đường. Ở đây lại còn không có sóng liên lạc với bên ngoài. Anh được đặt nằm lên một chiếc giường, miệng bắt đầu có thứ chất lỏng màu đỏ trào ra. Mỗi lần ho, cảm giác giống như muốn lôi ra cả nội tạng trong người. Bàn tay Tony đang run run chạm đến cán dao. Cô là bác sĩ, mà bác sĩ thì không thể nào do dự, còn phải thật sự tỉnh táo. Nhưng giờ phút này đây, cô vừa lo sợ vừa không tỉnh táo, mất kiểm soát đôi tay. Em đừng do dự, anh chịu được mà. Anh nghe đây, bây giờ em sẽ rút dao ra. Ở đây không có thuốc giảm đau, gây tê, gây mê. Anh phải tỉnh táo, anh nhớ chưa? Làm ơn, em xin anh đấy, đừng gục ngã, hiểu không? Anh gật đầu một cái, ra hiệu cho cô. Cứ như vậy, cuộc phẫu thuật đến quá nửa đêm mới xong. Tony thả con dao xuống, tiếng dao kêu leng keng đến chói tai. Anh cố lên, Minh Tử, đợi khi nào anh khỏe lại thì em sẽ đưa anh trở về thành phố. Cô biết mọi chuyện bây giờ chỉ là tạm thời, tất cả đều phải trông chờ vào nghị lực của Minh Tử. Em sẽ ở lại cùng anh chứ? Anh ở đâu em ở đó, cho nên anh phải cố lên. Bạch Lam Tước và Kỳ Giản đang cùng nhau ngồi ngoài vườn thưởng thức trà chiều. Tự dưng ly trà trên tay của Kỳ Giản rơi xuống, bể ra thành nhiều mảnh, còn văng lên và cắt vào chân của bà một đường. Thấy chân vợ chảy máu, Bạch Lam Tước liền cúi người kiểm tra. Ở đây nha, anh đi tìm thuốc sát trùng. Không cần đâu anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Anh coi em là con nít đấy à? Kỳ Giản bất lực với thái độ thái quá của chồng mình. Em có đau lắm không? Không sao đâu. Nhưng mà anh này, Minh Tử đã gọi điện về chưa? Mà sao tự dưng em có cảm giác không ổn? Con chúng ta không yếu đuối như vậy đâu. Không chừng bây giờ đã tìm được vợ của nó rồi cũng nên. Nhưng mà không hiểu sao em thấy lo lắm. Nó đi tác nghiệp 2 năm ở chiến trường còn không có vấn đề gì cơ mà. Lần này đi tìm vợ nó, sao em có thể lo lắng thế? Bạch Lam Tước đặt nụ hôn lên trán của vợ để trấn an. Ông tin con trai của mình hoàn toàn có khả năng bảo vệ cho bản thân mình thật tốt, cũng như tìm được người mà nó yêu thương. Kỳ Giản thở dài, dựa đầu vào vai chồng. Cũng đúng, cho là tìm được vợ rồi cho nên quên mất hai ông bà già này đang ở nhà chờ đợi. Nắng chiều vàng hoe rất đẹp, nhưng sao hôm nay bà cảm thấy nó có chút não nề thế nhỉ? Bạch Chính Trung đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu, bên cạnh còn có trợ lý báo cáo. Những đứa đang ở bên đó, khóa thẻ của bọn chúng hết đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Đã tìm ra bằng chứng hối lộ chưa? Dạ, có đủ rồi ạ. Vậy nộp lên sở cảnh sát đi. Dạ vâng, nhưng mà thưa chủ tịch, làm như vậy ảnh hưởng đến công ty. Ta là chủ hay cậu là chủ đây? Dạ, vậy con làm ngay. Cậu trợ lý trẻ tuổi ngay lập tức đi thực hiện mệnh lệnh. Còn nữa, liên hệ với tất cả những bên có liên quan, tuyệt đối không được giúp đỡ cho hai người đó. Dạ vâng. Khi chỉ có một mình trong thư phòng, ông day day hai bên thái dương,
thật sự là không muốn làm những chuyện này đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ, lòng tham con người không bao giờ là thấy đủ. Ông nhắm mắt cho qua một lần, đã sai một lần rồi. Ông sẽ không bao giờ cho quá khứ lặp lại một lần nữa. Nhật Quân, Y Phê, hai người muốn chơi đúng không? Ông già này sẽ chơi với hai người, để xem lần này hai người thoát bằng cách nào đây. Bạch Lâm Phong được cho xuất viện ra về. Việc đầu tiên anh làm khi mà về nhà, đó chính là kéo Cẩm Ngọc đến trung tâm thương mại. Hai người mặc bộ đồ thể thao, trông vô cùng thoải mái, đi chung vô cùng đẹp đôi. Thậm chí khi mà xuất hiện ở trung tâm, có người nghĩ hai người là người mẫu cho tạp chí nào đó. Sao hôm nay lại đến đây? Em đã chăm sóc anh suốt một tháng qua, vất vả lắm rồi. Anh dẫn em đi mua sắm, làm đẹp thì có gì là sai à? Cũng không sai lắm. Cô lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vào trung tâm thương mại mà chẳng có ai ngoài nhân viên, linh cảm của cô lại càng có gì đó sai sai. Giống như là ông xã muốn giở trò gì rồi. Sao ở đây không có ai thế anh? Chắc là người ta bận đi làm hết rồi. Đi thôi nào, bà xã. Hai người tay trong tay đi khắp nơi. Đầu tiên là lấp đầy chiếc bụng đói, sau đó là đi mua sắm. Anh định mua đồ cho em mặc 365 ngày luôn đấy à? 365 bộ thì ít quá. Anh còn muốn một ngày em thay 2 đến 3 bộ luôn. Mua sắm xong xuôi, trên đường ra bãi xe, cô lại càng thấy có gì đó không đúng. Chỉ nhớ cô rất tốt đi cả ngày hôm nay, hình dung ra được phần nào lối đi nơi này. Có phải là chúng ta nhầm hướng rồi không? Chúng ta đi ra cửa hàng nữa rồi mới trở về mà. Anh đứng lại nhìn cô. Cho đến khi mà cô nhận ra cửa hàng này bán gì thì anh đã lôi cô vào trong, khiến cho mặt mũi cô đỏ hết cả lên. Nơi anh kéo cô vào là cửa hàng bán đồ nội y tình thú. Cô rúc mặt vào sau người anh. Chỉ riêng có ai đó hào hứng phấn khởi, nghe nhân viên tư vấn thế này thế kia. Anh biết da mặt cô mỏng nên không bảo cô chọn mà tự bản thân mình chọn luôn. Anh chọn rất nhiều, có bộ đuôi thỏ, hầu gái rồi đuôi hồ ly. Anh còn to nhỏ nói gì đó với nhân viên mà cô không nghe thấy, đọc rành mạch số đo của cô để nhân viên lấy đúng sai. Lần này cô xong thật rồi, có lẽ cô sẽ phải nghỉ phép thêm. Âm thầm nhắm mắt an ủi bản thân mình. Ngồi trên xe, cô vội vàng hỏi anh. Anh có vẻ vui quá nhỉ? Mặt hớn hở như đứa trẻ con được cho kẹo. Tất nhiên là vui rồi. Đi chơi với bà xã làm sao mà không vui được. Em biết ngay mà, là âm mưu của anh hết có đúng không? Làm sao có thể tự dưng đưa em đi chơi chứ? Âm mưu gì đâu, anh nào dám. Anh chồm người lên, hôn chụt lên mặt cô, thắt dây an toàn cho cô, rồi dậm chân ga hết tốc độ về nhà. Cô thực sự muốn đánh cho anh một cái, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Không nỡ ngược đãi, mà còn cảm thấy thương anh hơn một chút. Vui vẻ về đến nhà, anh vừa xuống xe đã vòng qua mở cửa cho cô và bế xốc cô lên. Anh đừng quên là anh vẫn còn vết thương trên người đấy nhá. Em còn nhớ kỹ như vậy thì đừng có mà vùng vẫy, anh sẽ đau lắm đấy. Một lời đùa giỡn như vậy mà cô thực sự tin. Cô nép mình im thin thít trên vai anh. Anh đặt cô lên giường, đổ tất cả những đồ mà mình vừa mua ra. Ngẫm nghĩ thật kỹ, hôm nay vợ mình mặc gì? Anh sang phòng khác tắm đi, rồi hãy quay lại đây. Em sẽ tự chọn đồ rồi tự mặc. Cô nói ra câu này, mặt mũi là một trận đỏ hồng. Anh nghe xong thì mắt muốn rớt ra ngoài, miệng mồm há to. Cô đang chủ động muốn mặc chúng xong. Sao thế? Anh không muốn à? Muốn muốn. Vậy anh đi đây. Khi nào xong thì em gọi anh nha. Giống như cơn gió, người đàn ông phóng sang một phòng tắm khác, chuẩn bị xong còn không quên nước hoa. Xong việc đi qua đi lại để mà suy nghĩ có chút bồn chồn. Đến cửa chính, mất một lúc thì anh mới dám gõ cửa. Cô gái nhỏ từ bên trong phát ra tiếng nói. Mời vào. Bạch Lâm Phong một trận dần dần. Cô gái nhỏ của anh lại có một mặt gợi tình như vậy. Đẩy cửa vào làm cho anh trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Một cục bông tròn vo mềm mềm ở trên giường, cô cuốn chăn trùm luôn cả đầu chỉ để lộ ra cái đuôi hút mắt người khác. Anh lại đây. Anh vén chăn giúp em đi. Chiếc chăn vén ra, hai người nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm rồi cười lớn.
Cô ôm lấy anh, rúc vào trong lồng ngực của anh. Ông xã, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Hãy để hồ ly nhỏ này chủ động một hôm nha. Anh đúng là thụ sủng nhược kinh. Con nghĩ cô uống nhầm thuốc, sao có thể mạnh bạo như vậy chứ? Ân ái cuồng nhiệt qua đi, cô rúc đầu vào cơ thể của anh. Cảm giác vô cùng an toàn, ấm áp. Cô áp tai lên lồng ngực để cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim của người đàn ông. Bởi vì anh đang không mảnh vải che thân, cho nên lúc ôm anh, cô lại vô tình chạm vào vết sẹo, khiến cho mũi cô có chút chua xót. Anh này, lúc đó anh có sợ không? Tự tay làm cho bụng mình bị thương, đúng là chẳng có mấy người dám làm. Cứ cho là muốn làm đi thì có mấy ai dứt khoát như anh cơ chứ. Không sợ, em đã hứa gả cho anh rồi, tìm lại được em cũng chẳng có gì dễ dàng. Anh sẽ bù đắp cho em quãng đời sau này, chuyện đó có là gì đâu chứ. Anh sủng nịnh đặt lên trán cô nụ hôn an ủi. Lần nào em cũng làm liên lụy đến anh cả. Nào là bão tuyết, nào là bắt cóc, đều là anh xông pha mà cứu cô. Nếu không phải là em cứu anh năm xưa, thì nó không chừng bây giờ em lại đang ôm người khác ngủ rồi chứ. Chuyện này là anh nguyện ý, anh nguyện ý bảo hộ em cả đời. Hai người lại trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng nhẹ nhàng, đầy quyến luyến không muốn rời xa. Cẩm Ngọc gối đầu lên cánh tay anh, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Anh và cô cùng nhau vào giấc mộng xinh đẹp. Sáng hôm sau, điện thoại đổ chuông, có cuộc gọi đến điện thoại của anh. Nhìn màn hình điện thoại, người đàn ông nhẹ nhàng rời giường qua thư phòng. Con nghe đây, thưa đội trưởng. Quấy rầy buổi sáng sớm của con rồi. Dạ, không có gì. Có chuyện gì không, thưa đội trưởng? Có một tin tốt và một tin xấu, con muốn nghe tin nào trước? Tin tốt là sao ạ? Đã xác định được rắn độc rồi. Vậy tin xấu ạ? Đó là người quen của con. Bạch Lâm Phong nói chuyện thật lâu với đội trưởng Vương Khuê. Anh châm điếu thuốc chậm chậm nhào khói. Khói thuốc nhàn nhạt che lấp đi gương mặt lạnh lùng đang suy tư. Tin tức của thằng nhóc Lăng Thâm rất chính xác. Mấy tháng qua, bắt cũng được kha khá phi vụ. Sẵn sàng đi răng lưới rắn độc chưa nào? Dạ, luôn luôn sẵn sàng. Lâu rồi chưa mặc cảnh phục, con thực sự rất mong chờ. Sẽ nhanh thôi, tầm một tháng nữa bên kia sẽ có hành động, nên vận động gân cốt một chút đi nha. Dạ, tuân lệnh. Mà đúng rồi, con nghe tin gì chưa? Bác cả và cô út của con đang bị truy nã. Hình như là ông nội con một tay thúc đẩy. Chú vừa nghe được tin từ đội phòng chống tội phạm kinh tế, có lẽ sẽ sớm đưa lên bản tin. Vậy sao? Thú vị quá ạ. Ông nội con cũng có nỗi khổ riêng, con đừng giận ông ấy nữa. Dạ vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn chú vì tin tức tốt lần này. Được rồi, tạm biệt con nha. Hẹn con lần tác chiến tới đây. Dạ, tuân lệnh. Tắt điện thoại, anh ngồi trong thư phòng thật lâu, hút hết điếu này đến điếu khác. Cả căn phòng đều ngập tràn khói thuốc, đầu óc giống như một mớ chỉ rối tung lên. Những suy nghĩ rối bời cứ tràn vào. Cho đến khi mà Cẩm Ngọc gõ cửa đi vào, cô bị khói thuốc làm cho sặc sụa, anh mới vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay. Em dậy sớm đấy. Sáng sớm anh làm gì mà hút nhiều thuốc vậy? Anh vội vàng ôm cô ra khỏi thư phòng tránh khói thuốc. Anh hút một chút cho nhiều hơi ấm thôi. Ấm thì về giường nắm đắp chăn, chạy qua đây để làm gì cơ chứ? Cẩm Ngọc đã nghỉ ở nhà rất lâu rồi. Mỗi lần cô có ý định đi làm trở lại thì Bạch Lâm Phong lại giả vờ bệnh để mà dụ dỗ cô ở nhà thêm. Tuy biết anh giả vờ lừa mình nhưng mà cô vẫn chịu ở nhà với anh, cứ coi như là tuần trăng mật đi. Người làm trong nhà bây giờ cũng chỉ còn có Thím Mai, Nhật Hạ và một số ít những người làm công việc bên ngoài dinh thự. Cuộc sống ăn ngủ giống như vòng tuần hoàn của hai vợ chồng trẻ. Ban ngày thì cùng nhau tập thể dục, cùng nhau nấu ăn, ban đêm thì ôm nhau xem tivi, khuya thì cùng nhau lăn giường. Cô nhỏ bé lúc nào cũng bị Bạch Lâm Phong rình rập. Có lần anh bí mật cho người làm trong nhà đi du lịch để bản thân mình có thể tự do. Anh ôm cô lăn lộn từ nhà bếp cho đến phòng khách, rồi thư phòng sang hồ bơi. Cô gái nhỏ yếu ớt chỉ có thể ở bên cạnh anh
mà để anh chiếm lấy, muốn làm gì thì làm. Bạch Lâm Phong đã qua 30, nhưng mà quả thật mọi chức năng trên cơ thể còn rất tốt, lại còn vạm vỡ, đầy cơ bắp, cực kỳ vững chãi và ấm áp. Lúc này, trong một khu ổ chuột ẩm mốc, bẩn thỉu cách xa thành phố, Nhất Quân và Y Khê đã trốn đây được nhiều ngày rồi. Bây giờ họ là tội phạm kinh tế đang bị truy nã. Mẹ nói chứ, thằng chồng của em cũng tốt đấy, sắp xếp chỗ ở giống như là bị quăng vào một bãi rác. Nhật Quân không nhịn được mà chửi rủa. Bây giờ hai người họ không còn là người của Bạch gia, họ Vũ chắc chắn không thể nào lấy lại nữa rồi. Mẹ nó, thằng già đúng là lắm chuyện, không phải ăn cơm tù thì nên biết điều đi. Y Khê cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu, cô ta đã chán ghét và kinh tởm cuộc sống phải trốn chui trốn lủi như thế này, nó quá tồi tàn. Xung quanh đâu đâu cũng là rán là rết, ngủ cũng là cái ván tạm bợ, nhưng mà bù lại chồng cô ngày ngày đều cho người mang đồ ăn đến đây. Mày đúng là con mất dạy, là ai bày mưu mới giúp mày có được ngày hôm nay chứ? Im miệng đi, không nhờ tôi thì ông làm sao mà hoàn thành kế hoạch, bây giờ còn lên mặt với tôi à? Mày... Nhật Quân tức giận chỉ tay vào mặt của Y Khê. Khốn nạn, thằng già đó, im im chơi một vố như vậy, đáng ghét. Y Khê bực mình chửi thề. Lạc Diệp Tâm ở đâu rồi, sao vẫn chưa liên lạc thế? Mà bảo nó sắp xếp cho chúng ta ra nước ngoài đi, còn ở đây sẽ sớm chết vì bẩn thỉu thôi. Anh ấy nói cứ chờ thêm một chút nữa, anh ấy vẫn đang cố gắng. Tao thấy nó đang cố gắng bỏ mày thì đúng hơn. Đưa mày đến cái xó rỉnh này cũng chẳng có nổi một cái giường luôn. Nhật Quân thấy em gái của mình ngu ngốc thì nói móc miệng. Ông im miệng đi, ông bây giờ nên biết điều một chút. Không có chúng tôi thì ông đã sớm rục xương trong tù. Mà phải rồi, sao không kêu vợ ông đến đây? Cô ta lấy được bao nhiêu tiền rồi? Không chừng bây giờ còn đang nhốn nhảy với thằng khác cơ chứ. Y Khê không chịu thua anh trai mình. Nhật Quân che tim mà chửi. Còn mất dậy này, ông ta đã lâu không có uống thuốc, hình như là bệnh tình sắp tái phát rồi. Cũng là do ông dậy mà ra thôi. Y Khê quay lưng lại với anh trai, không để ý gì mà chỉ ấn điện thoại. Hai người lớn tiếng liên tục mắng chửi nhau, cũng vì sự khó khăn bây giờ mà nói ra hết những điểm xấu của nhau, anh em tương tàn. Lúc này đây, Lạc Diệp Tâm đem đồ ăn đi vào. Lần thứ hai hắn ta đến đây, khi mà đưa họ đi trốn, cũng không thể nào chịu được mùi hôi thối, hắn ta đưa tay che mũi. Y Khê thấy chồng mình thì nhảy đến như là nhìn thấy kho báu. Anh, tại sao bây giờ anh mới tới? Trái với suy nghĩ của cô là Lạc Diệp Tâm sẽ ôm mình, vậy mà anh ta lại cự tuyệt muốn tránh xa. Nhìn xuống bộ quần áo bẩn thỉu thì cuối cùng cô cũng hiểu ra. Ăn đã nào. Lạc Diệp Tâm bày đồ ăn, bày lên bàn mà không màng gì đến chuyện ôm vợ. Không khí trong phòng trùng xuống giống như có thứ áp lực vô hình. Nhật Quân đụng đũa trước, Y Khê định nói chuyện với Lạc Diệp Tâm thì giật mình bởi tiếng ho khan của anh trai. Cô khó chịu quay sang Nhất Quân. Sao thế? Tự dưng Nhất Quân từ trên ghế ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép co giật, cơ thể dần dần trở nên tím tái. Y Khê đứng đó trơ mắt nhìn anh trai của mình liệm dần và mất mạng. Cô ta nhìn sang hộp đồ ăn trên bàn và liếc nhìn Lạc Diệp Tâm bằng đôi mắt hoảng sợ. Lạc Diệp Tâm nhìn cô ta cười. Y Khê cảm giác rợn cả người với nụ cười của chồng mình. Thú vị thật đấy. Tại sao anh lại làm thế chứ? Tại sao à? Chẳng sao cả, chỉ là quá phiền phức. Bớt đi một người không phải dễ dàng trốn thoát hơn sao? Lạc Diệp Tâm lấy khăn lau tay, giống như là chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Y Khê đứng đó kinh hãi, cô ta chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt đáng sợ này của chồng mình. Thôi được rồi, nể tình em từng là vợ anh. Nếu như em không muốn giống như anh trai của mình thì đi theo anh, còn không thì ở lại đây ăn hết đồ ăn đi. Lạc Diệp Tâm ghé tai của cô thì thầm, cắn nhẹ một cái rồi quay lưng rồi đi. Y Khê nuốt nước bọt, nhìn anh trai của mình cả cơ thể tím ngắt ở trên nền nhà, rồi nhìn sang bóng lưng đáng sợ của chồng mình. Trước mắt phải sống đã, cô ta bèn chạy theo Diệp Tâm với tâm trạng phức tạp và lo sợ.
Nhật Quân cả cuộc đời tham lam độc ác lại ra đi một cách đau đớn khổ sở ở cái xó xỉnh hôi hám bẩn thỉu như thế. Nói về Bạch Minh Tử, thời gian trôi qua anh ta cũng được Tô Nhi đưa về thành phố và được cấp cứu và bây giờ đây đã tỉnh lại. Mọi chuyện dường như đã ổn hơn, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ vì một thứ vô hình, nhịp sống bình thường đang dần dần trở lại. Những ai đó cô đơn bây giờ đã có tình yêu của riêng mình rồi. Thoáng chốc mấy tháng đi qua, Cẩm Ngọc và Bạch Lâm Phong cũng quay trở về công ty đi làm trở lại. Dạo gần đây cô cảm thấy anh cực kỳ dính người, cô thậm chí còn không thể nào tách anh ra khỏi bản thân mình 1 mét vuông. Ngoại trừ giờ đi làm ở công ty, đến giờ trưa cô cũng thấy Bạch Lâm Phong chờ mình dưới sảnh. Chiều tối tan ca anh đều có mặt từ sớm, có khi cô tan làm sớm mà không báo trước cũng đều thấy anh có mặt dưới sảnh chờ mình. Gì vậy chứ, anh theo dõi em đấy à? Sao mà em tan làm sớm cũng thấy anh đón em là thế nào? Không phải là anh theo dõi em đâu, là thần giao cách cảm đấy chứ. Thần thần bí bí, ẩn ẩn hiện hiện, hỏi đến là chối, đúng là đáng ghét. Nhưng dù sao thì cô rất tin tưởng anh, cho dù vậy đôi lúc cũng hơi hoài nghi. Anh mọi đêm bắt cô lăn giường từ sớm, làm cô mệt mỏi đến ngất đi, ngủ thiếp mất. Gần sáng cô tỉnh dậy không thấy anh ở bên cạnh, tưởng anh dậy tập thể dục sớm, nhưng mà có hôm cô xem đồng hồ mới chỉ có 2 giờ sáng. Đi dạo một vòng xung quanh nhà cũng không thấy anh đâu. Rạng sáng trong mơ màng cô thấy giường bị lún xuống, hình như là cô được ai đó ôm trọn vào trong lồng ngực. Cô mơ hồ rúc vào người anh. Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Cô cảm nhận người anh cứng đơ rồi nhẹ nhàng thở đều đều. Anh có đi đâu đâu, em ngủ mơ à? Cẩm Ngọc cũng không muốn truy cứu thêm, dù sao thì cô có niềm tin mãnh liệt với người đàn ông này. Hôm nay cô tan ca muộn, vẫn là chiếc xe quen thuộc, nhưng mà người đón không phải là Bạch Lâm Phong mà là một cậu thanh niên trẻ đi cùng với Nhật Hạ. Nhật Hạ vẫy tay ra hiệu. Cô chủ ơi. Chào mọi người nha. Lâm Phong đâu rồi? Sao mọi người lại đến đây thế này? Cậu chủ có việc bận đột xuất cho nên dặn em đón cô chủ. Cậu chủ còn dặn tối nay chị ngủ sớm, đừng chờ cậu chủ. Anh ấy sẽ quay về sớm thôi ạ. Nhật Hạ báo cáo tình hình cụ thể cho Cẩm Ngọc nghe. Từ trên xe về nhà, cô bất an, lặng im suy nghĩ rất lâu, không nói tiếng nào. Về đến nhà, Nhật Hạ mở cửa xe cho cô. Cẩm Ngọc không vội xuống mà bảo Nhật Hạ vào trong trước đi. Có chuyện gì thì nói, cậu cứ thập thò nhìn tôi như vậy để làm gì? Không có gì đâu ạ. Bị nói trúng tim đen, người thanh niên kia có chút giật mình. Thật sự là không có gì sao? Trước khi xuống xe, cô hỏi người kia một lần nữa. Người thanh niên gật đầu chắc chắn và lái xe vào gara. Cô bắt đầu hoài nghi, bữa giờ với những hành động khó hiểu của Bạch Lâm Phong và người thanh niên ngày hôm nay. Đêm đó cô thật sự mất ngủ cho đến khi nhận được cuộc điện thoại. Lâm Phong à, sao giờ này em còn chưa ngủ chứ? Đầu dây bên kia thấy cô nhắc máy thì nhanh chóng không vui. Anh nhíu mày. Thì em chờ anh về. Anh đã dặn Nhật Hạ nói như thế nào rồi mà em còn không nghe chứ? Em biết rồi, em đi ngủ ngay đây. Cô không vui trả lời. Ngoan ngoãn ngủ sớm đi, anh sẽ sớm về nhà thôi. Nói xong thì anh tắt máy, khiến cho cô cũng bất ngờ. Cô nhìn điện thoại ngẩn ngơ hồi lâu, bắt đầu có chút lo lắng. Anh làm gì mà tắt máy vội thế? Còn bên phía Bạch Lâm Phong, vừa tắt điện thoại, anh đã kêu đau, gương mặt có chút tái nhợt. Cậu cũng sợ vợ nhỏ quá nhỉ? Nếu như mình không về nhà sớm, cô ấy sẽ không ngủ đâu. Anh khô khốc miệng mà nói với Tô Nguyên. Tô Nguyên lúc này đang rửa vết thương cho anh. Hôm nay anh có nhiệm vụ, không tránh được một trận xả súng và không tránh được việc bị thương. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, nếu không cô biết sẽ lại đau lòng cho mà xem. Nhìn vết thương bên hông sườn trái mà Tô Nguyên cảm thán, may mắn viên đạn chỉ sượt qua chứ không ghim thẳng vào trong cơ thể. Cậu không muốn để cho cô biết sao? Cô biết sẽ càng thêm lo lắng thôi. Giấu được đến bao giờ thì hay đến lúc đó. Thôi được rồi, truyền thêm bình nước và uống thêm một ít tiêu viêm, sau đó về nhà đi.
Để nương chạy nhanh một chút nha, tôi muốn về nhà sớm. Để nhanh thì có mà trầu ông bà ông vải luôn. Vậy xong xuôi thì tôi sẽ về ngay. Tô Nguyên bất lực, người yêu đương đúng là khó hiểu thật đấy, chưa gặp nửa ngày đã nhớ nhung đến như vậy rồi sao? Truyền dịch xong thì Bạch Lâm Phong mượn phòng Tô Nguyên tẩy rửa cơ thể cho bớt mùi, thay sang bộ đồ mới. Làm xong tất cả, anh mới đánh xe trở về nhà với cô vợ bé nhỏ của mình. Xe đỗ vào gara, anh vào trong phòng khách, thấy cục gì đó mềm mại nhúc nhích trên sofa. Cẩm Ngọc thấy cô chưa ngủ lại còn đang xem phim khóc lóc, tự dưng anh đau lòng xen lẫn cả bực mình. Ông xã, anh về rồi. Vì anh đang đứng cho nên cô ôm lấy đùi anh, chét hết cả nước mắt nước mũi vào quần anh. Bây giờ là mấy giờ rồi, tại sao em còn chưa ngủ chứ? Anh ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào trong lòng. Mới chỉ có 2:30 thôi mà. Mới chỉ cái gì? Lại còn xem phim khóc lóc nữa. Anh lấy giấy trên bàn, cẩn thận lau đi nước mũi cho cô, nhẹ nhàng và tình cảm. Em không ngủ được, em muốn chờ anh về. Vừa thấy anh, cô liền yên tâm. Thôi được rồi, tiểu tổ tông của tôi, lại đây, anh đưa em về phòng ngủ nha. Anh đứng dậy giang tay, để mà chờ cô nhào vào trong lòng mình. Cô không khách sáo nhảy lên lòng anh. Trong giây lát, anh nhíu mày, giật nhanh đã có thể che giấu. Đợi khi mà anh tắm xong, hai người ôm nhau cùng ngả lưng trên giường. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm để mà chuẩn bị đi làm, phát hiện ra người đàn ông vẫn đang ngủ say. Cô bèn để anh ngủ thêm một lát nữa. Trước khi đi làm, cô đứng bên giường muốn chào tạm biệt, chọc chọc lên má anh vài cái, hôn tạm biệt. Ông xã, anh mệt mỏi như vậy thì ngủ thêm một chút đi nha. Không cần phải đưa em đi đâu, em tự lái xe cũng được. Người trên giường nhíu mày vài cái, bắt lấy tay cô, không cho cô đi. Anh tỉnh dậy xuống giường thay bộ đồ thể thao, chuẩn bị đưa cô đi làm. Không được đâu, anh sẽ ra ngay đây. Tại sao anh lại chiều em như vậy chứ? Hai người nắm tay nhau xuống nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Thời tiết sắp sang hè, bắt đầu oi bức. Bạch Lâm Phong vết thương không cẩn thận đã bị sưng mủ, cho nên đêm đó anh đã phát sốt, cả người nóng ran. Nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người của Cẩm Ngọc, anh mệt mỏi ôm người qua thư phòng gọi điện cho Tô Nguyên. Mau qua nhà mình đi, hình như là lại sốt rồi, mình phải hạ sốt trước khi mà cô ấy tỉnh dậy. Đi đến thì cẩn thận một chút, đừng cho cô ấy nhìn thấy cậu, mình đang ở thư phòng. Tô Nguyên nghe điện thoại thì phóng xe đến nhà Bạch Lâm Phong ngay lập tức trong đêm đó. Khi mà anh ta đến, tiến lên lầu thấy bóng dáng người phụ nữ che mặt chạy nhanh về phòng. Nhưng mà anh ta không nghĩ ngợi gì, chỉ sang xem vết thương của bạn mình trước. Bạch Lâm Phong để cơ thể bên trên không mảnh vải, anh nằm trên ghế, một tay gác lên trán nóng hổi. Tại sao vết thương lại bị nứt thế này? Tô Nguyên gỡ bỏ lớp băng gạc trên người anh, liếc nhìn người trước mặt rồi thở dài, bắt đầu lấy đồ ra xử lý miệng vết thương cho Bạch Lâm Phong. Sinh hoạt cũng vừa phải thôi, đã qua 30, nếu mà quá độ thì sớm đứt bóng đấy nhá. Miệng vết thương gặp nước khử trùng có cảm giác đau đớn, anh kêu một tiếng. Đau lắm à? Lại tẩy trùng thêm mấy lần cho cậu biết mùi nha, không biết tiết chế gì cả. Dưới sự mệt mỏi của cơn sốt, mặt anh bắt đầu lim dim. Xử lý xong vết thương cho anh, Tô Nguyên truyền cho anh thuốc hạ sốt cùng với một ít thuốc kháng viêm. Lúc này thì anh ta mới nhớ ra chuyện ban nãy. Và đúng rồi, khi tới đây tôi thấy có bóng dáng ai đó đứng ở trước thư phòng rồi chạy rất nhanh vào trong phòng ngủ của cậu đấy. Tô Nguyên chưa nói xong câu đã thấy người đối diện mở mắt trừng trừng, làm cho anh ta giật mình. Cậu nói gì cơ? Thì tôi thấy người đứng trước thư phòng, tôi vừa đến là nhìn thấy ngay. Người đó chạy rất nhanh vào trong phòng ngủ của cậu. Chẳng lẽ cậu sai người làm đến đưa thứ gì sao? Bạch Lâm Phong không nói lời nào, anh tháo ống tiêm muốn rời đi. Làm cái gì thế? Chưa truyền xong cơ mà. Cậu cửa yên đây. Bạch Lâm Phong nói xong thì nhanh chóng quay về phòng ngủ. Trở về thấy Cẩm Ngọc co rúm trên giường, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được bờ vai nhỏ của cô đang run lên. Bà xã, anh ngồi bên cạnh cô thật lâu cho đến khi bờ vai kia ngừng run, anh mới chậm rãi nói.
Có phải em biết chuyện gì rồi không? Cô vẫn đưa lưng về phía anh. Anh thực sự không muốn giấu em đâu. Chỉ là anh muốn chờ đến lúc thích hợp hơn thì mới... Không phải là anh không tin tưởng em, chỉ là anh không muốn em phải lo lắng thôi. Anh thấy cô không có phản ứng gì thì bắt đầu lo sợ, tự dưng trong đầu nghĩ ra kế sách để gây sự chú ý. Anh khẽ kêu một tiếng. Giống như anh dự đoán thì Cẩm Ngọc từ trong chăn lật đật chui ra. Lâm Phong. Anh nhân cơ hội bắt lấy tay cô, phát hiện gương mặt bé nhỏ ủy khuất đầy lệ làm cho anh cực kỳ đau lòng. Anh kéo cô vào trong người mình, xoa đầu trấn an. Anh đau lắm bà xã. Lại đau? Đau ở đâu chứ? Em gọi bác sĩ qua đây nha. Cô chỉ nghe anh kêu một tiếng đã hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết chạm vào đâu. Nhìn băng gạc cuốn khắp người anh làm cho cô có cảm giác không thể nào bình tĩnh. Anh đau ở đây này, em đừng khóc nữa có được không? Nước mắt của em thật sự làm cho anh nhồi máu cơ tim đấy. Anh nắm tay cô đặt lên nơi ngực trái của mình, trái tim đang đập vô cùng mạnh mẽ. Cô sững sờ hồi lâu, úp mặt vào người anh muốn nức nở. Tại sao anh bị thương mà không nói cho em? Tại sao lại giấu em? Không phải anh luôn gọi em là bà xã à? Tại sao lại không cho em biết mọi chuyện chứ? Được rồi, tiểu tổ tông, em đừng khóc nữa. Em nín đi, anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe, được không? Anh sẽ không giấu cô nữa, quyết định sẽ nói ra tất cả. Cô từ trong lòng anh ngoan ngoãn gạt nước mắt rồi gật đầu lia lịa. Anh xoa xoa bàn tay bé nhỏ của cô đang nằm gọn trong tay mình rồi đặt nụ hôn lên trán, bắt đầu kể lại chuyện của chính bản thân mình. Thật ra trước kia anh đã theo học tại Học viện Cảnh sát, nhưng mà đến năm 21 tuổi ba mẹ anh đột ngột qua đời. Anh tạm thời gác lại việc học để tìm bằng chứng chứng minh ba mẹ anh không phải là ra đi tự nhiên mà là có người nhúng tay vào. Anh đã mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Sau đó vì quá mệt mỏi và căng thẳng, anh bắt đầu ăn chơi sa đọa để quên đi, cho đến khi đồng nghiệp của ba anh đánh anh một trận khi mà anh định dùng chất cấm. Lần đó anh đã thực sự thức tỉnh, cũng thật là may mắn. Sau ngày hôm ấy, vì tạo dựng được cái mác ăn chơi chính thức hợp với vai diễn mà cục cảnh sát cần, cùng với hồ sơ trước kia học ở trường, anh đã được nhận nhiệm vụ nhờ những cục ăn chơi tụ tập ở trong quán bar mà anh moi được rất nhiều thông tin từ nhiều hội nhóm. Đương nhiên chuyện này chỉ có vài người biết. Có nhiệm vụ vây bắt triệt phá ở cục anh vẫn được tham gia. Khi đó đã mặc đồ bảo hộ rất kín, không ai có thể nhận ra anh là ai. Bạch Lâm Phong kể lại những chuyện cho cô nghe, những lần anh bị thương trong quá khứ và cả những vụ án lớn. Anh cũng bị thương rất nhiều, nhưng mà tại sao lần đầu em và anh ân ái, em không thấy anh có vết sẹo chứ? Anh biết em sẽ về là anh đi xóa sẹo để khi mà ân ái em không hoài nghi. Có phải là em đã sớm biết chuyện rồi không? Thật ra ngày ở trong khách sạn em đã nghe được kha khá chuyện anh nói, cũng đoán ra phần nào. Hơn nữa vết chai ở tay anh rất giống với những người mà em từng bắt tay ở chiến trường nơi nước ngoài, là kiểu vết chai cầm súng đó. Em biết nhiều như vậy sao? Bạch Lâm Phong vùi đầu vào hõm cổ của cô, không ngờ bà xã anh lại thông minh như vậy. Em biết chuyện của anh rồi, anh sẽ không thủ tiêu em chứ? Anh nào dám, anh sợ anh còn ra đi dưới vũ khí của em ấy chứ. Thế vết thương này là vì sao? Cô khẽ đưa tay chạm lên miếng băng gạc. Em còn nhớ chuyện em nghe được hôm đó ở nhà ông không? Là thật sao? Đúng vậy, Lạc Diệp Tâm có liên quan đến đường dây ma túy. Đáng sợ thật đấy. Cô vô cùng bất ngờ. Cô may mắn vì hôm đó có Minh Tử giải vây, ngày hôm qua có nhiệm vụ, vì đạn lạc cho nên anh không tránh kịp. Bữa giờ anh cứ thần thần bí bí, lâu lâu lại mất tăm hơi, là vì những chuyện này sao? Đúng vậy, Nhật Quân đã mất mạng rồi. Ông ta ra đi rất thảm hại. Vừa tìm thấy xác nhưng mà nó đã phân hủy vài tháng nay. Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến Lạc Diệp Tâm. Bạch Y Khê cũng không thấy tung tích đâu cả. Anh rất sợ, cho nên trong thời gian này em đừng đi đâu mà không có anh hoặc là vệ sĩ nha. Cô nghe xong tay chân muốn rụng rồi,
Hôm qua tin tức quá nhiều, giống như trong phim, quá đáng sợ. Chuyện lớn như vậy mà anh không định nói gì với em. Lỡ như Lạc Diệp Tâm đến tìm em rồi bắt cóc. Còn em thì nghĩ đơn giản, chỉ là muốn nói chuyện mà đi theo hắn thì sao chứ? Sẽ không đâu. Anh tin bà xã rất thông minh. Em sẽ từ chối gặp mặt nếu như hắn ta đến tìm em đột ngột như vậy. Anh đánh giá em quá cao rồi. Chuyện anh là cảnh sát, em còn đoán ra, thì anh không thể nào có quỹ đen được rồi. Em chỉ muốn anh bớt lo lắng. Nếu như anh tâm sự với em sẽ sớm phòng bị cẩn thận, có thể giảm bớt gánh nặng lo âu cho anh. Cho nên từ bây giờ có chuyện gì anh cũng tâm sự và nói cho em biết. Đừng có mà một mình gánh vác quá nhiều vấn đề, được không? Chỉ có mỗi em là yêu thương anh thôi. Cô quay đầu hôn nhẹ một cái lên môi anh. Người anh nóng quá, anh sốt rồi đấy. Ừ, cũng hơi sốt. Nằm xuống đi, em gọi bác sĩ Tô sang đây nha. Cảm ơn em, bà xã. Anh phát sốt nằm xuống, liền ngủ thiếp đi rất nhanh. Tô Nguyên sang phòng treo lại bình truyền nước cho anh. Có lẽ cô biết mọi chuyện rồi, có đúng không? Cô gật đầu thay cho câu khẳng định. Cậu ấy thực sự rất tốt, nhảy vào biển lửa hay là bể sao? Chỉ cần là người cậu ấy quý thì sẽ làm hết mình. Sẽ không bao giờ tiếc mình lao vào. Hy vọng cô sẽ đối xử với cậu ấy tốt. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Tô. Dặn dò thêm vài thứ với Cẩm Ngọc, Tô Nguyên mới rời đi. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường an yên vào giấc ngủ, cô búi lại mái tóc rối rồi đặt nụ hôn lên trán anh. Em sẽ cố gắng yêu thương anh thật nhiều. Anh ngủ ngon nha. Hôm nay Bạch Lâm Phong bí ẩn dắt cô đến một nơi. Anh còn đặc biệt tự chọn đồ cho cô và cho cả chính mình, làm sao cho giống một cặp đôi nhất. Chúng ta đi đâu thế? Anh dẫn em đi chơi nha. Người đàn ông leo lên trực thăng rồi nắm tay giúp cô leo lên sau. Anh cẩn thận đeo đủ thứ đồ bảo hộ cho cô. Nhưng mà đi đâu lại phải đi cả trực thăng thế này? Đến nơi rồi em sẽ biết. Cất cánh thôi. Anh ra hiệu cho phi công trực thăng cất cánh. Cẩm Ngọc quan sát thành phố về đêm cực kỳ xa hoa, lộng lẫy. Phát hiện con đường rộng lớn nhất của cả thành phố nay được tô điểm rất nhiều hoa. Em thấy có đẹp không? Hôm nay là ngày gì thế? Sao mà thành phố lại trang trí rực rỡ thế này? Đẹp quá. Trong lúc cô mất cảnh giác, anh bật cười, bắt đầu đeo thêm một số trang thiết bị. Rồi anh kéo cô vào trong lòng mình, kiểm tra các móc khóa an toàn, xem là đã kỹ càng chưa. Cô giật mình, tưởng là trên trực thăng mà anh muốn giở trò. Anh làm gì thế? Anh tự dưng mở cửa, đeo lên cho cô một chiếc kính chống gió. Nhảy dù thôi. Anh ôm cô bật người ra khỏi trực thăng. Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã bị cuốn đi bất ngờ, đầu óc cô quay cuồng trong cơn mơ. Tốc độ mạnh của gió cùng với lực hút của trái đất, khi nhảy hai người không thể nào nghe thấy tiếng nói của nhau, chỉ có tiếng phấn khích hét hò. Cảm nhận độ cao vừa đủ, anh giật dây bung rồ. Giật nhanh đã tiếp đất, anh lượn rồ đáp lên nóc nhà của một tòa nhà cao tầng. Chân chạm đất, Cẩm Ngọc vẫn chưa hết hồi hộp bởi vì cú nhảy vừa rồi. Lăn lộn với chiếc dù đang che lấy hai người, anh giúp cô tháo trang thiết bị ra. Cũng là lúc dù ở bên ngoài được thu gọn. Đập vào mắt cô đầu tiên là hai tòa nhà lớn trước mặt đang có ánh đèn hiện ra. Em có đồng ý đời này kiếp này cùng anh già đi không, Quách Cẩm Ngọc? Ánh mắt cô giống như ngập tràn trong sự ngọt ngào mà anh dâng ra. Vẫn chưa hết bất ngờ, tầng thượng cô đang đứng tự dưng sáng đèn khắp nơi, trang trí cực kỳ lộng lẫy với muôn vàn loài hoa. Bạch Lâm Phong đứng đằng sau cô, từ khi nào mà đã mặc thêm một chiếc áo vest. Anh quỳ chân xuống, đưa hộp nhẫn tinh xảo và nói: tuy em đã là bà xã của anh rồi, nhưng anh vẫn thiếu em một lần cầu hôn và một lần khoác lên người em chiếc váy cưới. Hôm nay anh cầu hôn em đã sớm là bà xã của anh, cho nên anh sẽ không hỏi em có đồng ý lấy anh không, mà anh chỉ muốn biết em có đồng ý ở bên cạnh anh trọn đời trọn kiếp không. Cẩm Ngọc xúc động rơi nước mắt, cô không thể nào diễn tả tâm trạng của mình nữa, liền gật đầu lắp bắp lên tiếng: em đồng ý. Bạch Lâm Phong đứng dậy đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương màu hồng, một trong những loại kim cương đắt nhất
do anh đặt một nhà chế tác nổi tiếng làm. Phải mất tận mấy tháng mới xong xuôi. Anh nhẹ nhàng vuốt cánh môi cô, đặt nụ hôn sâu không rồi. Bạch Lâm Phong giờ đây đã không còn gì phải che giấu. Trước mắt có thể xác định được rắn độc, chỉ còn việc vây bắt mà thôi. Cho nên anh đã chính thức trở về tổ trong đội cảnh sát. Hôm nay anh được mặc lại trên người bộ cảnh phục. Sáng sớm anh và cô cùng nhau thức dậy đi làm. Cẩm Ngọc tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh, như cảnh tượng anh đã hằng mong ước bao ngày qua. Bộ cảnh phục phẳng phiu ở trên người anh vô cùng bắt mắt. Lưng rộng, eo hẹp, chân dài. Sao lại có người đẹp đến như vậy, làm cho cô sáng giờ cứ lén lút ngắm anh mãi thôi. Ngắm tới ngắm lui rồi còn chụp một kiểu ảnh nữa. Ai mà thắt cà vạt đẹp thế này? Em chưa thắt cà vạt cho ai bao giờ, lần sau em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn em, bà xã, đẹp lắm rồi, chúng ta cùng đi làm nha. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Hai người chào tạm biệt buổi sáng, thoáng chốc đã đến giờ tan tầm. Cô vội vàng đến sảnh, đã thấy Bạch Lâm Phong đậu xe bên ngoài đang hút thuốc chờ cô. Cô cảm thán, đã đẹp trai rồi lại còn đứng hút thuốc, trông ngầu thật đấy. Không sợ ong bướm bu lại sao? Nghĩ qua nghĩ lại, cô lén lút vòng ra sau xe, định hù dọa cho anh một phen bất ngờ. Nhưng mà chưa kịp đến thì anh đã quay lại hù cô trước. Cô giật mình, xém chút nữa thì ngã xuống, rất nhanh được anh đỡ lấy eo. Em giống như con thỏ đế, lại còn định hù dọa anh sao? Anh có mắt sau gáy à? Sao biết là em đang ở đằng sau? Anh phì cười, chỉ vào gương chiếu hậu, hình ảnh hai người phản chiếu trong gương vô cùng rõ ràng. Em đúng là có mắt như mù mà. Cô buông tay đầu hàng. Lúc này Minh Tử chạy xe ngang qua, thấy anh và cô, lại thấy Bạch Lâm Phong mặc cảnh phục, anh ta còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Anh ta liền tấp xe vào nhiều chuyện. Bạch Lâm Phong, cái thằng này, kêu thêm chữ anh thì mày chết chắc. Anh gõ lên đầu của Minh Tử. Hôm nay không phải là lễ hội hóa trang, anh mặc cảnh phục để làm cái gì chứ anh Lâm Phong? Rảnh không cùng đi ăn đi. Được thôi, cũng chưa đến giờ bà xã em tan làm. Cẩm Ngọc phát hiện ra tâm trạng của Minh Tử đặc biệt khác, nhưng mà cũng không quá rõ ràng. Trong phòng riêng của nhà hàng, không gian có chút lắng đọng, nhưng cũng không ai hiểu rõ là tại sao. Minh Tử, em còn nhớ lần ở nhà ông nội, em đã nghe Lạc Diệp Tâm nói chuyện điện thoại, có đúng không? Em nhớ chứ? Hắn ta bây giờ là tội phạm nghiêm trọng, cho nên cẩn thận một chút, không thừa đâu. Cái gì cơ? Tội phạm nghiêm trọng ư? Đúng vậy, Nhật Quân đã mất mạng rồi, còn Y Khê thì mất dấu. Minh Tử cũng giống như Cẩm Ngọc, khi mà nghe tin này sốc không nói nên lời. Thế anh thì sao? Anh rốt cuộc là ai chứ, Bạch Lâm Phong? Bạch Lâm Phong đưa cho Minh Tử xem thẻ ngành. Anh sao? Trân trọng giới thiệu, anh là cảnh sát thuộc tổ trọng án về ma túy. Trên thẻ có ảnh của Bạch Lâm Phong, gương mặt có phần non nớt, có lẽ là ảnh này được chụp từ lâu rồi. Minh Tử xem mà ngẩn ngơ, nhìn sang Cẩm Ngọc, thấy cô gật đầu hai cái xác nhận thì anh ta mới tin đây là sự thật. Trời đất ơi, khó tin thật đấy. Mấy năm nay em lại tưởng anh vô công rồi nghề, không ngờ anh giấu kỹ thật. Biết rồi thì ngậm miệng lại, không cần phải há to như vậy đâu, cẩn thận ruồi bay vào đấy. Anh buồn cười nhìn em họ của mình, cũng có chút đẹp trai, nhưng mà không bằng anh. Sao đôi lúc lại có thể ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Mà phải rồi, tối mai anh có nhiệm vụ phải đi xa. Em và bác sĩ Tô ở đây, nhớ là để ý đến Cẩm Ngọc khi anh vắng nhà. Hai người nghe xong thì khựng lại, rồi cùng đưa ra một câu hỏi. Anh làm nhiệm vụ ở đâu thế? Cẩm Ngọc nghe anh nói thì có chút lo lắng, hơi lạnh một chút. Vừa rồi trên người anh còn có vết thương, còn chưa đóng vẩy, bây giờ lại tiếp tục xông pha sao? Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của cô xoa xoa. Anh phải đến biên giới phía nam. Chỉ ngắn gọn, không giải thích gì thêm. Bữa ăn hôm nay tuy chỉ có ba người, nhưng mà không khí vô cùng ảm đạm, cho nên cũng kết thúc nhanh chóng. Minh Tử vội vàng đón Tô Nhi, còn Bạch Lâm Phong thì đưa Cẩm Ngọc đi dạo. Trời vào hè đã có chút nóng, nhưng bàn tay của cô vẫn mãi không ấm được. Anh một tay lái xe, tay còn lại xoa xoa tay cô.
Anh thấy tay cô lạnh ngắt, nhíu mày không vui. Sao mà tay em mãi không ấm thế, bà xã? Không có gì đâu. Cô đang đưa mắt nhìn bên ngoài suy nghĩ, có chút giật mình khi anh hỏi đến. Cả quãng đường, cô không nghĩ được gì, càng không tập trung, không biết anh lái xe đi đâu. Trong đầu chỉ tràn ngập nỗi lo lắng, như muốn nhấn chìm cô. Cả cơ thể đều như đang phản kháng, chống lại sự lo lắng bao vây. Anh vòng qua ghế lái, ôm cô ra khỏi xe. Em nói dối rất dở đấy, em biết không? Trên mặt em hiện ra chữ rất lo kia kìa. Cô nhìn khung cảnh đến đơ cả người. Anh đưa cô đến một ngọn núi, lại có tầm nhìn bao quát thành phố về đêm. Dưới chân là bãi cỏ xanh thẳm. Anh biết em đang thực sự lo lắng, nhưng đừng lo nữa. Anh đặt cô lên mũi xe, bản thân mình cũng nhảy lên ngồi sau lưng cô, ôm trọn tấm lưng bé nhỏ vào trong lòng. Anh vừa bị thương còn chưa được bao lâu, mà bây giờ đi xa như vậy, em không lo lắng làm sao được. Cô không thể nào giấu đi cảm xúc của mình nữa, quay lại nép vào lòng anh nỉ non. Mọi chuyện không nguy hiểm như em tưởng đâu, bọn anh rất đông người mà, em đừng lo nha. Đông người thì tại sao lần trước anh còn bị thương chứ? Là vết thương của súng đạn đấy, không phải là đồ chơi đâu, anh đừng gạt người. Anh sẽ cố gắng không để mình bị thương, được không? Em tin anh, có phải không? Mười ngón tay đan chặt, anh cảm nhận độ run của bàn tay cô, đau lòng hôn lên đó. Đợi khi nào anh trở về, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Tốt nhất là hôn lễ lớn nhất cả nước, để mọi người đều biết anh có bà xã giỏi giang, yêu thương anh nhiều thế nào. Không, em không cần gì cả. Em chỉ cần anh bình an trở về thôi. Mặt cô sớm lệ nhìn anh, cả cơ thể không tự chủ run lên, ánh mắt giao nhau, rồi môi chạm môi triển miên không dứt. Anh ôm cô rất chặt, đời này anh hứa sẽ không phụ cô. Em đừng khóc nữa, không khéo mắt lại sưng hết cả lên bây giờ. Cô đưa tay dụi mắt, gương mặt ửng hồng, trông vô cùng thu hút. Người đàn ông cổ họng khô khốc, anh lăn lăn ít hầu một hồi. Chúng ta tạo em bé có được không, bà xã? Có con rồi, khi mà anh vắng nhà, con sẽ chơi cùng em, an ủi em. Hơn nữa còn trở thành động lực cho anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về với mẹ con em. Anh thủ thỉ bên tai cô. Anh cũng không rõ bây giờ có phải là thời gian thích hợp để mà tạo em bé không, nhưng anh chắc chắn nếu có con rồi, sẽ càng có thêm động lực cho anh phấn đấu, là chỗ dựa tinh thần thật tốt cho vợ anh. Cũng được, vậy chúng ta sản xuất em bé đi. Người đàn ông lập tức không để cho bàn tay mình yên phận làm loạn trên cơ thể cô. Cô đẩy anh ra. Không phải là nên trở về nhà sao? Ở đây là giữa rừng. Giữa rừng thì làm sao nào? Không ai lên đây bây giờ ngoại trừ chúng ta. Về nhà không kịp mất. Anh thở ra hơi thở nóng bỏng, nắm tay cô đặt lên cơ thể của mình. Khuôn mặt cô ửng hồng. Rất nhanh sau đó, anh đã đưa cô chìm vào trong ân ái ngọt ngào. Đến khi mà trời gần sáng, cô đã mệt mỏi muốn ngất đi. Hai người cũng một tấc không rời. Không biết cô đã ngủ quên từ bao giờ, người đàn ông thì vẫn đang chiếm lấy cơ thể cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.